Thưa quý vị, nhân dịp khánh thành nhà ga quốc tế T2 của sân bay Đà Nẵng vào cuối tuần qua, hãng hàng không Vietjet Air đã khai trương đường bay khứ hồi Đà Nẵng - Seoul, Hàn Quốc. Nhà ga quốc tế T2 cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được thiết kế và lắp đặt trang thiết bị hiện đại với 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh và 10 cửa ra máy bay với công suất 6 triệu khách một năm. Đây là công trình quan trọng hướng đến phục vụ hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 năm 2017 và sự phát triển hàng không trong tương lai. Trong khi đó, theo ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành Vietjet, việc kết nối trực tiếp giữa Đà Nẵng, trung tâm kinh tế và du lịch lớn của Việt Nam với thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập giữa hai trung tâm lớn trong khu vực. Ngay tại ngày khai trương đường bay Đà Nẵng-Seoul đã có sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ. Đường bay Đà Nẵng-Seoul được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 31 tháng 5 năm 2017. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Đà Nẵng lúc 23:45 và đến Seoul lúc 6 giờ địa phương. Chiều ngược lại khởi hành từ Seoul lúc 7 giờ địa phương và đến Đà Nẵng lúc 9:40.